Trịnh Văn Quyết đã lừa 30.403 nhà đầu tư ra sao Khối tài sản của cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trần Dung em gái kiên tiếng của Cường Đô La tại Quốc Cường Gia Lai Hai người tử vong thương tâm khi đang đọc giếng Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình, ngay sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Sau nhiều ngày xét xử căng thẳng, vụ án lừa đảo thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC đang dần hé lộ những góc khuất. Theo thông tin mới nhất, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sẽ sớm công bố bản luận tội, đưa ra mức án đề nghị đối với 50 bị cáo trong vụ án này. Trong suốt quá trình xét xử, các tình tiết vụ án đã được làm rõ một cách chi tiết. Dưới sự chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của em gái ruột là Trịnh Thị Minh Huế, một hệ thống gian lận tinh vi đã được xây dựng. Diễn biến phiên tòa thể hiện, vụ án trên được đạo diễn bởi ông Trịnh Văn Quyết, còn biên kịch là Trịnh Thị Minh Huế, cựu cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC, em gái ruột ông Quyết. Trong lúc anh em Quyết Huế bị cách ly, các bị cáo tại tập đoàn FLC cũng như các công ty họ FLC có chung lời khai để thực hiện âm mưu của mình các bị cáo đã không ngần ngại lợi dụng lòng tin của người thân bạn bè và thậm chí cả những người đồng nghiệp trịnh thị minh huế đã trở thành biên kịch chính trực tiếp chỉ đạo các nhân vật phụ thực hiện các hành vi sai trái những người thân cận như trịnh thị thúy nga trịnh văn đại trịnh tuân đã bị lôi kéo vào cuộc chơi đầy rủi ro này họ bị ép ký vào các hợp đồng biên bản giả mạo để giúp trịnh văn quyết nâng khống vốn chủ sở hữu của tập đoàn flc không chỉ người thân, ngay cả những người bạn bè, đồng nghiệp cũng trở thành công cụ để thực hiện hành vi phạm tội. Nguyễn Thị Hồng Dung, vợ của Nguyễn Quang Trung, họ hàng với Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Văn Mạnh, cựu trưởng nhóm vật tư cảnh quan đều bị cuốn vào vòng xoáy của vụ án. Chưa dừng lại ở đó, Huế còn tận dụng triệt đề những bị cáo trên, nhờ họ mượn căn cước, thông tin của những cá nhân khác để mở tài khoản chứng khoán, phục vụ cho hành vi thao túng các mã cổ phiếu họ FLC. Có thể nói, ông Trịnh Văn Quyết và Trịnh Thị Minh Huế đã lợi dụng người nhà, người thân rồi kéo họ cùng rơi vào vòng lao lý. Tuy nhiên, những hành vi nêu trên mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch phạm pháp của Trịnh Văn Quyết. Ba ngày xét hỏi tại Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã vạch ra cách mà cựu chủ tịch FLC cùng đồng phạm lách luật. Sau khi nâng khống được vốn chủ sở hữu công ty Faros từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng, ông Quyết muốn niêm yết mã cổ phiếu ROS của Faros lên sàn HOSE của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Độ quái của ông Trịnh Văn Quyết thể hiện rất rõ khi vị chủ tịch này đã chỉ đạo Huế và cấp dưới làm việc với CPA Hà Nội và dễ dàng có trong tay những bản báo cáo kiểm toán để Faros thành công đăng ký là công ty đại chúng. Vượt qua được ải đăng ký công ty đại chúng, Faros tiến đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang chờ Faros giải trình về vốn góp, cựu phó tổng giám đốc HOSE Trần Tuấn Vũ bị lãnh đạo nhắc nhở cựu chủ tịch hội đồng quản trị HOSE Trần Đắc Sinh Khai từng gặp tổng giám đốc tập đoàn FLC, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Faros và được đề nghị giúp đỡ làm nhanh các hồ sơ. Cuối cùng, ngày 24 tháng 8 năm 2016, ROS được niêm yết và được chính thức giao dịch vào ngày 1 tháng 9 năm 2016. Hơn 391 triệu cổ phiếu ROS được hình thành từ vốn góp chủ sở hữu khống của Faros được bán cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, giúp Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng. Về những hành vi phạm tội nghiêm trọng, Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm chắc chắn sẽ phải đối mặt với những bản án nghiêm khắc. Tuy nhiên, mức án cụ thể sẽ được quyết định bởi tòa án dựa trên các chứng cứ và lời khai tại phiên tòa. Việc công bố bản luận tội của Viện Kiểm sát sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong vụ án này. Đây sẽ là cơ hội để dư luận được làm rõ hơn về những hành vi phạm tội của các bị cáo và đồng thời cũng là bài học đắt giá cho những kẻ tham vọng muốn lợi dụng thị trường chứng khoán để trục lợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ án này trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra, quý vị đừng bỏ lỡ. Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm sẽ bước sang phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát luận tội các bị cáo. Tuy nhiên, Phiên tòa đã lùi nội dung này sang ngày 26 tháng 7. Tại tòa ngày hôm nay 25 tháng 7, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã làm việc với luật sư vì mong muốn xin được dùng tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo đã bán hãng hàng không Bembu thu được 200 tỷ đồng đã nộp số tiền này vào tài khoản của cơ quan điều tra để khắc phục. Theo trình bày của bị cáo Trịnh Văn Quyết, tiền bán hãng hàng không còn 500 tỷ đồng chưa được thanh toán và bên mua cam kết chuyển về tài khoản của cơ quan điều tra để bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết rằng từ trong trại tạm giam, bị cáo luôn nỗ lực đau đáu về việc khắc phục hậu quả. Qua đó, nhiều lần bị cáo thông qua luật sư, những người thuộc tập đoàn để nhờ tìm cách khắc phục. Cựu chủ tịch FLC cam kết nếu khối tài khoản khoảng 4.800 đến 5.000 tỷ đồng đang bị cơ quan điều tra phong tỏa được tạo điều kiện, bị cáo sẽ bán toàn bộ để đền bù. Tiếp đó, cựu chủ tịch FLC cho biết bị cáo đang nắm giữ hơn 30% cổ phần tập đoàn FLC và nhiều lần đã đề nghị được bán để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên đến nay, số cổ phần trên vẫn đóng băng. Bị cáo Trịnh Văn Quyết tự định giá tài sản tại FLC. Hơn 30% cổ phần này rất lớn vì FLC sở hữu nhiều tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng với 5.000 đến 6.000 phòng khách sạn 5 sao. Tính vào, FLC có tài sản lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Với số tài sản hiện có và cộng thêm số tiền mà bên mua hãng hàng không Bamboo chưa trả, bị cáo quyết ước tính toàn bộ tài sản đó đủ để khắc phục hậu quả của vụ án. Bị cáo quyết mong hội đồng xét xử tạo điều kiện để bị cáo có thể bán tài sản nhằm đền bù thiệt hại trong vụ án, bao gồm cả cổ phần của bị cáo tại FLC. Ngày 26 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật khiến hai thợ đào giếng tử vong. Ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yàp Lang nói: Chính quyền xã đang chuẩn bị các thủ tục để hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình hai nạn nhân xấu số. Được biết, hai người bị điện giật tử vong là ông LVT 53 tuổi và TTC 42 tuổi, cùng chú ở xã Yàp Lang, huyện Trư Sê. Theo đó, chiều 25 tháng 7, cả hai cùng với ông Trần Văn Trương được một người đàn ông thuê đến đào giếng cho rễ cà phê của ông Nguyễn Lê Quang Thống tại thôn An Điền, xã Yàp Lang. Trong lúc đào giếng, hai ông là VT và TTC đang cùng ở dưới giếng đào đất thì kêu cứu thất thành. Thấy vậy, ông Trương nghi ngờ xảy ra giò dỉ điện, nên vội ngắt cầu dao và chạy đi tìm người cấp cứu. Sau đó, nhiều người đã tập trung đưa hai nạn nhân lên mặt đất và đến trung tâm y tế huyện Trư Cê cấp cứu, nhưng cả hai đã tử vong. Được biết, đây là giếng nước ở khu vực dãy trồng cà phê sầu riêng của gia đình ông thống sát với hàng rào hộ dân khác. Theo nhận định ban đầu, trong quá trình đào giếng, các nạn nhân đã dùng máy bơm hút nước. Giữa đoạn dây điện cấp điện cho máy bơm có mối nối, nhiều khả năng trong quá trình làm việc mối nối bị hở, điện bị dò dỉ gây ra giật điện. Theo ông Nguyễn Văn Khôi, hai nạn nhân xấu số, số có quan hệ họ hàng là anh rể và em vợ. Hoàn cảnh của hai gia đình cũng rất khó khăn, cả hai là trụ cột lao động chính, các con đều đang tuổi đi học. Do đó, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã cử đoàn thăm hỏi, chia buồn, đồng thời làm thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài suốt cả đêm 24 tháng 7 và dạng sáng ngày 25 tháng 7. Đến khoảng 3 giờ sáng, nước lũ cùng đất đá từ phía trên đỉnh núi bất ngờ đổ dồn dập xuống khu vực bản Mường Pồn 1, cuốn trôi, làm hư hỏng nhiều nhà cửa. Lũ quét trong đêm đột ngột xảy ra nên người dân không kịp trở tay. Thống kê ban đầu có hai người chết là hai mẹ con, năm người khác bị mất tích, trong đó có một cháu nhỏ 10 tháng tuổi. Trong đó xót xa nhất có lẽ là sự mất mát của gia đình anh Cà Văn Luyến, sinh năm 1974 ở bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Bởi trận lũ này đã cướp đi của anh ngôi nhà nhỏ cùng người vợ là bà Lường Thị Nờ, 51 tuổi và con trai là cháu Cà Văn T, 13 tuổi thẫn thờ nhìn thi thể của hai mẹ con đang nằm lạnh lẽo tạm bợ trên bãi đất trống gần nhà. Xung quanh chỉ có đồ đạc mới được người dân cùng lực lượng chức năng di rời ra từ đống đổ nát trong ngôi nhà nhỏ của gia đình. Anh Luyến liên tục đưa ống tay áo lau nước mắt, giọng nghẹn đắng kể lại thời khắc kinh hoàng. Khi đó khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 7, ngoài trời mưa liên tục nên tôi không ngủ được. Tôi đi ra ngoài hành lang hút thuốc lào. Lúc đó cũng chỉ mưa nhỏ thôi, không phải mưa lớn. Nếu mưa lớn tôi đã gọi vợ con dậy Tuy nhiên đang ngồi bên hiên nhà thì bất ngờ nghe tiếng ầm ầm từ trên ta lui sau đó đổ sập xuống cuốn qua ngôi nhà. Ông Luyến nói: "Trong lúc vô vọng, tôi gọi tên của vợ cùng đứa con nhỏ đang ngủ trong nhà nhưng không thấy ai trả lời nữa." Ngay sau khi lũ cuốn qua, bản thân ông Luyến chạy kịp ra khỏi hiện trường nhưng cũng bị thương nặng ở chân và vùng đầu. Ông nói: "Sau một lúc nén cơn đau, tôi gọi người em chú và bà con xung quanh đến hỗ trợ giúp đỡ nhưng không thấy vợ con đâu nữa." Đến khoảng hơn 6 giờ sáng, khi lực lượng chức năng đến hỗ trợ cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai mẹ con bị trôn vùi dưới hàng tấn đất đá cách nhà không xa. Tuy nhiên do trận lũ quét đi qua nên ngôi nhà của vợ chồng anh Luyến đã bị lũ cuốn bay, đồ đạc trong nhà cũng không còn nguyên vẹn, thi thể hai mẹ con chị N và cháu T phải nằm tạm bên một bãi đất trống gần nhà. Chiều ngày 25 tháng 7, do mưa lớn tiếp tục diễn ra tại xã Mường Pồn, lực lượng chức năng phải di rời khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở tạm dừng việc tìm kiếm những người mất tích do mưa lũ gây ra. Theo lãnh đạo địa phương, gia đình ông Cả Văn Luyến là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có 4 thành viên, cô con gái lớn đã đi lấy chồng. Sau khi xảy ra vụ việc, hiện địa phương đang khẩn trương liên hệ các đơn vị, trước mắt đứng ra lo hậu sự cho những người thiệt mạng do mưa lũ, ổn định cuộc sống người dân, đồng thời khẩn trương tìm kiếm những người thiệt hại do mưa lũ. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận điều tra hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố đối với bị can Lê Minh Hợi, sinh năm 1996, trú tại tổ 2, khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về tội giết người. Theo kết quả điều tra, cơ quan điều tra xác định Lê Minh Hợi và bị hại là chị VTN có quan hệ vợ chồng và đã có hai con chung con nhỏ. Do ghen tuông nên khoảng 2 giờ 10 phút ngày 26 tháng 3, Hợi sử dụng tua vít đâm liên tiếp 31 nhát vào người chị VTN. Theo cơ quan chức năng, mặc dù nhận thức được hành vi của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chị N, nhưng Hợi vẫn thực hiện đến cùng. Đối tượng chỉ dừng lại khi nghĩ rằng chị N đã bị mình đâm chết. Việc chị N không chết theo cơ quan chức năng là nằm ngoài ý thức chủ quan của Hợi. Từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh xác định hành vi nêu trên của Lê Minh Hợi đã cấu thành tội giết người, quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng 25 tháng 7, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rờ La, huyện Đắc Miu, Đắc Nông xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ít nhất 3 người tử vong. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày tại quốc lộ 14 đoạn qua chợ 312 thuộc xã Đắc Rờ La, một chiếc xe container biển thành phố Hồ Chí Minh do Hoàng Văn Nghĩa, 36 tuổi, quê Nghệ An cầm lái khi đến thôn 11, Ô tô bất ngờ tông thẳng vào nhà ông Hoàng Minh Tuấn ở bên đường. Tai nạn khiến Hoàng Minh Quang 18 tuổi và Hoàng Minh Dũng 15 tuổi, hai con của ông Tuấn ở khu vực trong nhà tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Bá Chiến 57 tuổi bị thương nặng, sau đó không qua khỏi khi trên đường đi cấp cứu. Một phần căn nhà của ông Tuấn bị sập, nhiều tài sản đồ đạc bên trong bể nát, vương vãi khắp nơi. Sáu nhà dân ở gần cũng thiệt hại một phần, hư hỏng cổng bảng hiệu, mái tôn. Hiện cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, đưa chiếc container ra khỏi nhà dân, tìm kiếm xem còn ai bị mắc kẹt trong vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Trước đó vào năm 2020, cũng tại quốc lộ 14, đoạn qua chợ 312, xã Đắc Rờ La, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng khiến 5 người chết, 5 người bị thương. Công ty cổ phần quốc cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG, vừa qua công bố thông tin ông Nguyễn Quốc Cường, 42 tuổi, biệt danh Cường Đô La, làm tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của quốc cường Gia Lai. Nhắc đến quốc cường Gia Lai, phần lớn sự chú ý đều đổ dồn vào tên tuổi của ông Nguyễn Quốc Cường và bà Nguyễn Thị Như Loan. Tuy nhiên, ít người biết, em gái ông Cường là bà Nguyễn Ngọc Huyền My cũng có vai trò quan trọng tại quốc cường Gia Lai. Đối lập với người anh trai nổi tiếng, bà Huyền My khá kín tiếng và chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Bà Nguyễn Ngọc Huyền My sinh năm 1983, kết hôn cùng ông Lầu Đức Duy. Ông này sở hữu hơn 10,5 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 3,83% vốn. Trong gia đình ông Cường, bà Nguyễn Ngọc Huyền My sở hữu 39.384.970 cổ phiếu, tỷ lệ 14,3% vốn điều lệ QCG. Vì vậy, bà Nguyễn Ngọc Huyền My là cổ đông lớn thứ hai của công ty cổ phần quốc cường Gia Lai. Tuy nhiên, bà Nguyễn Ngọc Huyền My không giữ chức vụ lãnh đạo hay tham gia vào hội đồng quản trị của Quốc Cường Gia Lai. Nhưng vợ chồng bà Huyền My thường xuyên xuất hiện trong các giao dịch với Quốc Cường Gia Lai. Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 vừa qua, Quốc Cường Gia Lai có khoản phải trả khác với vợ chồng bà Nguyễn Ngọc Huyền My. Theo đó, tại ngày 31 tháng 3, công ty này mượn tiền của ông Duy gần 71 tỷ đồng và mượn tiền của bà Huyền My là 700 triệu đồng. Cuối năm 2023, ông Duy cũng cho Quốc Cường Gia Lai mượn 7 tỷ đồng. Những năm trước đó, bà Huyền My cũng liên tục cho Quốc Cường Gia Lai mượn tiền. Ví dụ báo cáo tài chính năm 2018 cho thấy, bà My cho doanh nghiệp mượn hơn 19 tỷ đồng tính đến cuối năm 2018. Còn cuối năm 2017, số dư tiền cho mượn là hơn 144 tỷ đồng. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai còn có khoản phải trả khoảng 172,5 triệu đồng, trả trước ngắn hạn 52 triệu đồng và phải thu ngắn hạn 38,1 tỷ đồng với công ty cổ phần Lin Property tại thời điểm cuối quý 1 vừa qua, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Lin Property là bà Nguyễn Ngọc Huyền Mi. Ngày 25 tháng 7, Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra, truy xét vụ cướp giật kéo lê năm thanh niên hàng trăm mét trên đường. Năm nạn nhân được xác định là PXD, sinh năm 2007, quê Quảng Bình. Theo đó vào khuya ngày 23 tháng 7, trong lúc đề sử dụng điện thoại iPhone 11 tại một quán ăn gần giao lộ Lữ Gia, Nguyễn Thị Nhỏ, thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thì bị hai nam thanh niên đi xe hiệu Vario áp sát cướp giật. Thế nhưng, đề vẫn phản ứng kịp và nắm được áo của một trong hai kẻ cướp giật và bị kéo lê trên đường Lữ Gia theo hướng về đường Lý Thường Kiệt thuộc quận 11. Khi đến trước căn nhà trên đường Lữ Gia, nạn nhân rơi xuống lăn nhiều vòng bất tỉnh. Nhân chứng cho biết hai nam thanh niên cướp giật chạy xe tốc độ cao, Điều chạy rất nhanh để đuổi theo nhưng không kịp. Nạn nhân ngã xuống đường, bị thương, xây sát nhiều nơi trên cơ thể, tài sản bị mất, người này nói. Trao đổi với phóng viên, chủ quán ăn nơi nam thanh niên làm việc cho biết hiện sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện vụ việc cướp giật kéo lên nạn nhân hàng trăm mét vẫn đang được điều tra làm rõ. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại phòng chứa đồ dùng phục vụ học bán chú của học sinh, giáo viên trường mầm non Thắng Lợi, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra cháy, có 71 trẻ đang học ở các lớp nhà trẻ mẫu giáo. Ngay khi phát hiện, các giáo viên đã nhanh chóng di chuyển trẻ em ra ngoài an toàn và cùng người dân ở khu vực lân cận dùng hàng chục bình cứu hỏa để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do có nhiều chất dễ cháy như chăn, gối, tủ, giường ngủ, đồ dùng học tập. Vì vậy, đám cháy lan nhanh sang phòng chứa đồ lớp bên cạnh và lan vào một phần của hai phòng học chính. Ngay khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 12 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt. Rất may, đang trong dịp nghỉ hè, vì vậy chỉ có một số học sinh học hè dưới tầng 1. Các trẻ được di chuyển nhanh chóng ra ngoài, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, Vụ cháy đã làm hư hỏng hai bộ điều hòa, hai TV, 70 giường, thảm và nhiều đồ dùng tài liệu, tủ đựng đồ của học sinh, ước tính giá trị khoảng 30 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc. Liên quan đến vụ việc một căn biệt thự tiền tỷ ở huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội đổ sập sau cơn mưa lớn. Anh Đinh Công Thắng, 31 tuổi, ở tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, chủ nhân căn biệt thự cho biết Đến bây giờ, bản thân vẫn chưa hết hoảng hốt. Chủ căn biệt thự bị sập cho biết, hôm 23 tháng 7, trời mưa cả ngày. Các chị của anh và các cháu đã về nhà mẹ chơi, ăn cơm tối và ngủ lại với gia đình. Anh Thắng kể, lúc ấy khoảng 4 giờ, chị gái thứ ba thức giấc gọi tôi và mẹ. Mấy mẹ con ra đầu nhà kiểm tra, thì thấy gạch ở bờ kè rơi xuống, căn nhà sau đó rung lắc. Tôi vội chạy vào gọi cả nhà thức dậy, rồi tất cả chạy ra ngoài dưới trời mưa tầm tã, di tản sang nhà họ hàng cách đó khoảng 1 km. Sau khoảng 15 phút, một tiếng động lớn phát ra giữa không gian tối mù mịt đã phá vỡ không gian tĩnh mịch của vùng quê hẻo lánh. Cả gia tài tiền tỷ của anh Thắng chỉ còn đống đổ nát. Xót xa trước cảnh mất trắng căn nhà giá trị, những người trong gia đình của anh chỉ biết khóc giữa trời mưa tầm tã. Dù xót xa trước căn biệt thự bị đổ sập, nhưng anh Thắng vẫn tự trấn an tinh thần bản thân và mọi người trong gia đình khi nói rằng căn biệt thự giá trị lớn nhưng có thể làm lại và khẳng định gia đình anh quá may mắn vì nếu chị gái anh không khó ngủ thức dậy gọi có lẽ tất cả những người có ở nhà ngày hôm ấy đã bị vùi lấp. Được biết căn biệt thự được anh thắng xây tháng 5 năm 2021 với phần lưng dựa vào vách đồi chi phí 3 tỷ đồng. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Phú Mãn đã cử lực lượng xuống hiện trường tiến hành khắc phục hậu quả. Về nguyên nhân khiến căn biệt thự đổ sập trao đổi với báo giao thông. Ông Đinh Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cho biết. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khiến đất đá ở trên núi sạt lở xuống, tạo áp lực vào ngôi nhà, từ đó dẫn đến sự cố. Mưa lũ ở Sơn La những ngày qua gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, cảnh tượng còn sót sau trận lũ là những ngôi nhà đổ nát, hầu hết tài sản bị dòng nước cuốn trôi và vùi lấp. Nhưng trong cơn hoạn nạn, nhiều hành động giúp đỡ sẻ chia của người dân làm tình người thêm ấm áp. Mới đây nhất là hình ảnh đại úy Lò Văn Chiến, phó trưởng công an xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cùng đồng đội cứu 5 người dân mắc kẹt trong mưa lũ hôm 24 tháng 7. Tiếp đó là công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La huy động 100% lực lượng ra quân dọn vệ sinh, xử lý rác thải, thu gom cây cối ngã đổ trên các tuyến đường, khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do mưa lũ gây ra cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Mai Sơn, Sơn La cũng hỗ trợ nhân dân vệ sinh nhà cửa sau khi nước rút. Đại tá Bùi Văn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cho biết, ngay khi tiếp cận hiện trường, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đã nhanh chóng tỏa đi các hướng, các mũi, khẩn trương hỗ trợ người dân vùng lũ di rời tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng công an điều tiết giao thông trên các tuyến trục chính, bảo đảm giao thông không bị ngừng trệ. Hiện hàng trăm cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La vẫn đang tìm cách tiếp cận bản bị cô lập để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn. Trước đó, trong hai ngày 23-24 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa lớn kèm gió mạnh gây ngập úng nhiều nơi, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông. Tại thành phố Sơn La, mưa to liên tục khiến nước rút không kịp, đã tràn vào nhà dân, nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong biển nước ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm hư hỏng đồ đạc